Nhà đẹp Apollo Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một trong những xu hướng xây dựng nhà ở trong nhiều năm trở lại đây đó chính là các mẫu biệt thự mái Nhật 2 tầng. Trong số đó, phải kể đến một mẫu thiết kế nằm trong top 5 những mẫu nhà mái Nhật được nhiều chủ đầu tư yêu thích nhất. Đó là mẫu biệt thự 2 tầng mái Nhật 3 phòng ngủ của gia đình anh Tùng ở Tuyên Quang. Trước tiên, quý vị hãy nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để hàng tuần đón nhận thêm nhiều không gian đẹp hơn nữa nhé. Biệt thự nhà vườn 2 tầng được thiết kế mới lạ, độc đáo, tận dụng tối ưu diện tích bên trong để mang đến một không gian sống thoải mái nhất cho các thành viên trong gia đình. Ngôi biệt thự 2 tầng đẹp được thiết kế theo phong cách kiến trúc đơn giản, hiện đại với vật liệu xây dựng sang trọng, cửa kính gỗ dày, thoáng ở mọi mặt mang đến một không gian tươi mới, giúp giao hòa trong và ngoại thất. Bên cạnh đó, kiến trúc công trình còn trở nên nổi bật hơn với hệ thống mái Nhật xanh độc đáo, với cách ngắt quãng giữa thân nhà và mái kết hợp với tỷ lệ các ô cửa đẹp so với diện tường trắng tạo nên một không gian ngoại thất ấn tượng và sang trọng. Hệ mái Nhật chính là lựa chọn hoàn hảo, đẩy cao sự sang trọng, đẳng cấp cho ngôi biệt thự. Được thiết kế với độ dốc vừa phải, sử dụng chất liệu ngói đá Slate Lai Châu loại 1, mái Nhật không chỉ gia tăng giá trị thẩm mỹ cho công trình mà còn sở hữu nhiều tính năng ưu việt. Mặt tiền của ngôi nhà là điểm nhấn ấn tượng cho tổng thể ngôi biệt thự. Đây cũng chính là yếu tố đầu tiên thu hút tầm mắt của mọi người sau khi bước chân vào cổng chính của ngôi biệt thự nhà vườn đẹp 2 tầng này. Kiến trúc mặt tiền với bố cục được thiết kế cân xứng, hình khối mạch lạc tạo nên sự hài hòa với cảnh quan xung quanh. Đặc biệt, mẫu biệt thự vườn 2 tầng đẹp còn được lựa chọn gam trắng tinh tế, hiện đại làm gam màu nền chung tạo sáng, thoáng, sang trọng cho ngoại thất biệt thự. Thêm vào đó, để làm nổi bật gam màu trắng chủ đạo nhẹ nhàng trang nhã, hệ thống cửa chính của biệt thự được thiết kế bởi vật gỗ sang trọng, kết hợp cùng hệ thống cửa sổ bằng vật liệu kính dán an toàn 2 lớp khung nhôm PMI, tạo một không gian sống thoáng đãng, sống rãi. Tổng thể công trình và khuôn viên sân vườn thoáng mát, ngăn nắp đáp ứng yêu cầu của gia đình chủ đầu tư về không gian sống xanh mát, trong lành và không gian sinh hoạt tiện nghi, thoải mái. Thêm vào đó, với 2 tầng công năng, mẫu biệt thự nhà vườn 2 tầng đẹp vẫn có đầy đủ các tiện nghi và không gian sử dụng linh hoạt và ấm cúng. Mỗi không gian được thiết kế theo phong cách phù hợp với sở thích và yêu cầu riêng của các thành viên trong gia đình chủ đầu tư, mang lại một cuộc sống nhẹ nhàng, dễ chịu và thoải mái cho gia đình gia chủ. Thưa quý vị, bên cạnh không gian kiến trúc sang trọng, ấn tượng, ngôi biệt thự còn được bố trí công năng khoa học, chuẩn phong thủy. Tầng 1 có phòng khách, phòng bếp và ăn, phòng ngủ, nhà vệ sinh. Tầng 2 có phòng thờ, phòng ngủ master khép kín, một phòng ngủ nhỏ khép kín. Ngay sau đây, mời quý vị cùng Ngân Hà khám phá không gian nội thất phòng khách, phòng bếp và ăn, phòng ngủ master của ngôi biệt thự này nhé. Phòng khách là một trong những không gian quan trọng không thể không nhắc đến trong một ngôi nhà. Nội thất phòng khách của ngôi biệt thự đẹp được lấy cảm hứng từ sự tinh tế, thuần khiết của cuộc sống. Điều này được thể hiện ở gam màu trắng chủ đạo bao phủ không gian căn phòng. Màu trắng khiến cho căn phòng trông rộng rãi hơn, đồng thời nó đem lại cảm giác thư thái, dễ chịu cho người nhìn. Sự kết hợp màu sắc vô cùng thông minh được các kiến trúc sư thể hiện ở cách matching giữa hai gam màu tương phản, đó là màu trắng của trần, tường, sàn nhà với các chi tiết màu đen của bàn ghế, đồ vật trang trí, giúp cho căn phòng trở nên sang trọng và cuốn hút hơn rất nhiều. Theo đuổi phong cách tân cổ điển nhẹ nhàng, đơn giản, kiến trúc sư đã loại bỏ những chi tiết trang trí cầu kỳ, thay vào đó là sự sắp đặt đồ nội thất, cách phối màu mang đến vẻ đẹp lịch lãm, ấn tượng cho căn phòng. Trần nhà sử dụng hệ trần thạch cao được thiết kế giật cấp, điểm thêm các đường phào xung quanh. Chính giữa được lắp đặt một đèn chùm pha lê hình giọt nước, khung kim loại mạ vàng vô cùng độc đáo. Hệ thống phào hoa văn trang trí còn được bắt gặp ở các mảng tường, tạo điểm nhấn cho căn phòng. Bộ sofa màu kem trắng đơn giản với khung đen huyền bí, tông suy tông với kệ tivi. Bức tường phía sau tivi sử dụng đá nhân tạo, góc thạch anh với những đường vân đen đẹp mắt, có độ bền cao, dễ dàng vệ sinh trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, các đồ nội thất trang trí khác như tranh treo tường, đèn bàn đều khiến cho không gian nội thất phòng khách trở nên đẳng cấp với hút mắt hơn rất nhiều. Thưa quý vị, phòng ăn được thiết kế liên thông với phòng khách, tạo nên một không gian mở, thông thoáng cho ngôi nhà. Không gian phòng ăn rất thanh lịch với một bàn ăn và 6 ghế ăn bọc đệm bao quanh. Có thể khẳng định rằng bộ bàn ăn chính là điểm nhấn của căn phòng. Màu xám lông chuột kết hợp với khung ghế màu đen đem đến sự trang nhã mà không kém phần sang trọng. Phía trên phòng ăn là chiếc quạt đèn màu đen, đồng màu với màu trắng trang trí chủ đạo của ngôi nhà. Thiết kế quạt đèn phía trên giúp tản gió, tản mùi tốt, đồng thời giúp lấy sáng hiệu quả cho mỗi bữa ăn của gia đình. Không gian bếp nấu trở nên thông thoáng hơn nhờ cửa sổ cùng với hệ thống hút mùi hiện đại. Phòng bếp nấu được ngăn cách với không gian phòng ăn bởi quầy bar mini kết hợp với tủ để đồ rất tiện nghi. Không gian bếp nấu được trang trí các vật dụng hiện đại đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của gia đình. Hệ thống tủ bếp trên và dưới được ngăn cách bởi bức tường được ốp đá màu đen vân trắng hết sức độc đáo. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn bài trí những lọ hoa khô đậm chất vintage khiến cho không gian thêm phần quyến rũ hơn rất nhiều. Không gian tiếp theo mà Apollo Việt muốn giới thiệu đến quý vị là thiết kế phòng ngủ master theo phong cách tân cổ điển của vợ chồng anh Tùng. Quý vị có thể thấy tông màu kem pastel chính là gam màu chủ đạo của căn phòng. Đây là không gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi của gia chủ nên nó được chăm chút rất kỹ lưỡng. Các đồ nội thất trong phòng được các kiến trúc sư bố trí rất khoa học, hợp lý nhằm tối ưu diện tích cho căn phòng. Sàn nhà được ốp gỗ công nghiệp nhập khẩu từ Thái Lan, thích hợp với điều kiện khí hậu nước ta nên độ bền cao, màu sắc đẹp. Kiến trúc sư còn thiết kế một không gian cực chill trong phòng ngủ. Tại đây đặt hai ghế sofa cạnh cửa sổ, chủ nhân căn phòng có thể hưởng tầm view ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Vừa rồi Ngân Hà đã cùng quý vị tham khảo với cảnh 3D và thiết kế nội thất của công trình biệt thự mái Nhật 2 tầng vô cùng sang trọng của gia đình anh Tùng ở Tuyên Quang. Nếu quý vị cũng muốn sở hữu một mẫu biệt thự mới lạ như vậy, hãy gọi điện cho chúng tôi theo số hotline 0962 368 892 để được tư vấn cụ thể. Quý vị đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một mẫu nhà đẹp nào mà chúng tôi chia sẻ nhé. Cuối cùng, Apollo Việt xin kính chúc quý vị sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!